Kính chào thầy và các bạn, em tên là Lê Thị Thùy Linh, đến từ lớp IAK44, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Sau đây em xin trình bày về bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có biến chứng, thì TURB có còn là tiêu chuẩn vàng hay không? Bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có biến chứng bao gồm các chỉ định sau, các chỉ định tương đối như là điều trị nội khoa thất bại, các chỉ định tuyệt đối là sỏi bàng quang, nhiễm trùng tái phát nhiều lần, tiểu máu do tiền liệt tuyến xuất huyết, suy thận do nguyên nhân tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có các triệu chứng lành tính đường tiết niệu dưới, trong đó khoảng 50% là nam ở độ tuổi 60 và tỷ lệ này gia tăng theo tuổi. Vào những năm 1970 thì TURB được ưa chuộng rất nhiều bởi vì nó giúp cải thiện đáng kể quy mắc, IVSS và chất lượng cuộc sống, nhưng nó cũng gây ra một số biến chứng như là chảy máu. Đến những năm 2000 thì hệ thống sử dụng mới được cập nhật, đó là năng lượng lưỡng cực và hệ thống laser. Thì theo nguyên tắc điều trị thì có các phương pháp qua niệu đạo, có 3 phương pháp là phương pháp cắt bỏ, phương pháp hóa hơi và phương pháp bóc nhân. Phương pháp cắt bỏ là gồm 2 phương pháp là TURB đơn cực và lưỡng cực. Phương pháp bóc nhân là có 4 phương pháp, trong đó có holmium lab và thulium lab. Phương pháp hóa hơi gồm có 3 phương pháp. Sau đây chúng ta cùng nhìn qua các nghiên cứu so sánh về hiệu quả của HuLab, HomLab và TURB. Về thời gian nằm viện thì HomLab và ThuLab dao động từ 2 đến 2,8 ngày, còn TURB là khoảng 4.9 ngày. Qua đó thấy được thời gian nằm viện của HomLab và ThuLab ngắn hơn so với TURB. Ngoài ra thì HomLab và ThuLab còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm các triệu chứng đường tiết niệu dưới và nâng cao quy mắc. Sau đây là kết quả của 3 phương pháp. Khu màu đỏ là các số liệu trước khi phẫu thuật, khu màu xanh là các số liệu sau phẫu thuật. Qua đây, chúng ta thấy là ThuLab là giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả cho HomLab và TURB cho mọi lứa tuổi và kích cỡ của tiền liệt tuyến. ThuLab không thua kém về kết quả phẫu thuật chức năng và trên thực tế, nó có liên quan đến kết quả sau phẫu thuật tốt hơn về thời gian đặt ống ít hơn và đặc biệt là thời gian nằm viện ngắn hơn. Tất cả 4 kết quả về chức năng là nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng quy mắc và giảm các triệu chứng đường tiết niệu dưới đều được cải thiện rõ rệt sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. Tại Việt Nam, thì các nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến bằng phẫu thuật laser phóng bên của Nguyễn Việt Thanh. Từ bảng trên, ta thấy hiệu quả cải thiện chức năng về các thông số quy mắc, nước tiểu, tồn dư là tương đương nhau. Nhưng phẫu thuật laser là phẫu thuật an toàn hơn, thời gian lưu thông nước tiểu và thời gian nằm viện ngắn hơn so với TURB, có thể tiến hành trên các tuyến có thể tích lớn hơn 80g. Tuy nhiên đây là thủ thuật khó, cần phải có thêm thiết bị để nghiền các mảnh cắt. Từ nghiên cứu trên cho thấy phương pháp HomLab nhiều ưu điểm hơn so với TURB. Vậy TURB có còn là tiêu chuẩn vàng trong điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có biến chứng hay không? Theo nghiên cứu về đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bóc nhân tiền liệt tuyến bằng laser thulium qua ngã niệu đạo của Dương Hoàng Lân. Qua đó chúng ta thấy được thủ thuật này an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp, có thể thực hiện ở bệnh nhân đang dùng thuốc kháng đông và thuốc kháng kết tập tiểu cầu, cải thiện rõ chất lượng cuộc sống, triệu chứng của bệnh nhân. Sau đây thì chúng ta cùng nhau so sánh về chi phí và thời gian điều trị của các phương pháp. Hai nhóm trên tương đương nhau về kháng nguyên đặc hiệu tiền liệt tuyến là PSA và tuổi tác. Nhưng thời gian trung bình lưu trú thì khác nhau, với HomLab là khoảng 0.5 ngày, với TURB là khoảng 1.3 ngày. Đặc biệt chi phí điều trị của HomLab là khoảng 14.900 đô, của TURB là khoảng 9.800 đô, theo hệ thống chăm sóc sức khỏe VA Boston.
đối với chi phí điều trị của thu lép là khoảng 300.000 đô, rất cao so với hai phương pháp kia. Tại Việt Nam thì thu lép chưa được triển khai nhiều. Đây là chi phí điều trị home lép và TURBT tại Bệnh viện Bình Dân Việt Nam. Về TURBT là khoảng 14 triệu đồng và phương pháp home lép là khoảng 10 triệu chưa bao gồm giá của dây cáp quang. Đến đây có một vấn đề cần đặt ra là nếu bệnh nhân có thời gian sống là 3 tháng, có nên phẫu thuật cho bệnh nhân hay không? Mà nếu phẫu thuật thì chúng ta sẽ chọn phương pháp nào? Trước tiên thì bác sĩ còn giải thích tình trạng bệnh, tư vấn ưu nhược điểm của từng phương pháp kèm theo giá thành của nó, đánh giá bệnh nhân có chịu nổi một cuộc gây mê, gây tê hay không. Sau đó sẽ đưa ra những lựa chọn ưu tiên cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân bắt nên chọn một phương pháp tối ưu thì home lab là chỉ định thích hợp nhất, bởi vì đối với những bệnh lý phức tạp, home lab có nhiều khả năng được chọn. Điều này phản ánh qua thang điểm ASA cao hơn nhưng chi phí cao, cần cân nhắc với các lợi ích của nó. Lợi ích của nó đem lại là tỷ lệ mắc bệnh ít hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn và thời gian phục hồi nhanh hơn. Nhưng điều quan trọng cuối cùng là phải hỏi ý kiến của bệnh nhân và bệnh nhân là người đưa chọn ra phương pháp điều trị. Sau đây chúng ta cùng nhau so sánh về các biến chứng của các phương pháp. Đối với hội chứng cắt bỏ xuyên niệu đạo thì đây là phương pháp mới chưa thấy đề cập. Đối với biến chứng cố giữ cục máu đông và truyền máu thì phương pháp hóa hơi và bóc nhân sử dụng năng lượng laser và lưỡng cực có ít biến chứng hơn phương pháp TURBT đơn cực và ít biến chứng hơn TURBT lưỡng cực và TURBT đơn cực. Đối với biến chứng tái thông, trường hợp tái thông thì phương pháp bóc nhân ít biến chứng hơn phương pháp cắt bỏ và ít biến chứng hơn phương pháp hóa hơi. Ngoài ra còn có các biến chứng như là tiểu không tự chủ, hẹp lỗ sáo, xuất tinh ngược dòng và nhiễm trùng đường tiết niệu. Tóm lại, so với TURBT đơn cực thì phương pháp holmium lép và thulium lép trong phương pháp nội soi mới trong điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thì hiệu quả và tính an toàn của nó vượt trội hơn. Các phương pháp bóc nhân thì cho thấy QMAT IBSS tốt hơn và ít biến chứng hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn TURBT đơn cực. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.